Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cộng nghiệp sát sanh, quỷ cấm cờ dịch bệnh. Vì sao càng về sau lại càng nhiều bệnh tật nghiêm trọng? Vì giết hại động vật quá nhiều và phá thai quá nhiều vậy. Theo cổ nhân truyền, khi trời muốn giáng dịch bệnh xuống trần gian, sẽ cho một vài sứ giả hoặc ma quỷ tới để hoàn thành nhiệm vụ phát tán dịch. Khi chúng phát tán dịch bệnh đến nơi nào, thì nơi đó xuất hiện dịch bệnh. Thế nhưng người dân ở vùng đó không phải ai cũng bị mắc, vì có những nhà quỷ không dám vào. Cư dân sống quanh vùng Thái Hồ, thuộc tỉnh Triết Giang hầu hết đều sống bằng nghề lưới chim, bắt cá. Cứ thế, gia truyền con nối, hết đời này đến đời khác, mọi người đều quen với nghề nghiệp ấy, và không hề nghĩ là mình đang sống trên sự khổ đau của loài vật. Trong vùng ấy, riêng có gia đình ông Trần Văn Bảo lại thích làm việc lành. Mỗi khi thấy ai lưới chim, bắt cá, thấy mình đủ khả năng cứu giúp, thì gia đình ông liền xuất tiền mua lại rồi đem phóng sinh, lại còn ân cần khuyên nhủ mọi người cùng nhau làm việc từ thiện. Ông thường nói rằng, chỉ một việc sát sinh đã làm thương tổn lòng từ bi, mất phước đức, giảm tuổi thọ, lại còn bị báo ứng rất đáng sợ, gần nhất là ngay trong đời này, xa nữa là trong nhiều đời sau. Chuyện kể lại như sau, đêm hôm ấy, có một người dân trong vùng đang trên đường ra chợ, chợt thấy có hai con quỷ, trong tay cầm rất nhiều lá cờ, vừa đi vừa nói với nhau. Trừ gia đình ông Trần Văn Bảo ra, vì những người ấy thương người cứu vật, được miễn khỏi cắm cờ ngay nhà của họ, còn lại ta và ngươi cứ theo thứ tự cắm mỗi nhà một lá cờ. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cả vùng Ngư Phủ đều bị bệnh dịch truyền nhiễm, có hơn 300 gia đình do bị bệnh dịch mà chết. Riêng gia đình ông Trần Văn Bảo không một ai bị bệnh cả. Cả đời ông Bảo làm việc thiện, lúc về già vẫn còn mạnh khỏe, sống rất thọ. Khi từ giã cõi đời, ông ra đi thật an nhiên tự tại. Ba đời hướng thiện ma quỷ dịch bệnh không dám tới. Vào thời Tống, có một người tên là Tấn Vân. Một ngày Tết anh ta đi ra đường từ lúc sáng sớm, bắt gặp một đám ma quỷ mặt mũi dữ tợn. Tấn Vân hoảng sợ nhưng cố gắng bình tĩnh đi đến liền hỏi bọn chúng đang làm gì. Chúng trả lời, bọn ta là quỷ dịch bệnh, đầu năm phải đi phát tán bệnh dịch ở nhân gian. Tấn Vân hỏi, nhà ta có bị không? Quỷ trả lời, không. Tấn Vân hỏi tiếp, tại sao nhà ta lại là ngoại lệ? Quỷ nói, cả nhà ngươi ba đời tích đức, thấy ai làm việc ác là ngăn lại, ai làm việc thiện thì động viên, khuyến khích. Con cháu nhà ngươi đều làm rạng danh gia đình, sao chúng ta dám vào nhà ngươi chứ? Nói xong liền biến mất. Năm đó, dịch bệnh hoành hành, số người chết nhiều vô kể, chỉ có cả nhà Tấn Vân là an toàn. An sĩ toàn thư, tiên sinh chùa An sĩ. Thần thánh bảo vệ người con dâu hiếu thảo, ma quỷ phải tránh xa. Tháng 3 năm Thuận Trị Giáp Ngọ đời nhà Thanh, vùng Tấn Lăng có một người tên là Cố Thành, nhà ông có người con dâu họ Tình. Một lần, trong khi Tình thị về thăm nhà mẹ đẻ ở làng bên, cả làng nơi Cố Thành ở phát dịch bệnh rất nghiêm trọng, mọi người không ai dám đi qua làng này. Hai vợ chồng Cố Thành đều bị mắc bệnh. Không lâu sau, cả nhà ông 8 người gồm cả con trai, con dâu đều bị mắc bệnh. Mọi người đều bị bệnh nặng nằm trong nhà, khó mà qua được cơn nguy kịch. Tiền thị nghe được tin cả nhà chồng mắc bệnh thì muốn ngay lập tức về chăm sóc, nhưng vì an toàn của cô nên bố mẹ đẻ đã cố gắng ngăn không cho cô về. Tiền thị nói, khi chồng lấy con về, chẳng phải để con có thể chăm sóc bố mẹ chồng con hay sao? Giờ tình hình thế này, con sao có thể không về được? Nếu con đã biết rõ bố mẹ chồng bị bệnh nặng mà không về thì con có khác gì loài súc vật? Con nhất định phải về, kể cả có chết cũng không hối hận. Nói xong, cô lập tức lên đường trở về. Sau khi về đến nhà, cô nghe thấy tiếng con quỷ nói, chúng thần đều bảo vệ người con dâu Tiền thị hiếu thảo này, chúng ta hãy nhanh trốn đi thôi. Không lâu sau, cả nhà Cố Thành đều khỏi bệnh. Lời bàn, ba câu chuyện trên cho thấy niềm tin của người xưa vào nguyên lý thiện ác hữu báo, làm việc thiện thì được thần Phật che chở, hưởng phúc lành. Trong khi khoa học hiện đại vẫn chưa hoàn toàn lý giải được vì sao có những người không bị dịch bệnh xâm nhiễm, thì lý giải của văn hóa truyền thống lại rất rõ ràng. Vì vậy, để bình an qua nạn lớn, mong quý vị hãy bảo trì thiện lương, đối xử tốt với người khác, giúp đỡ mọi người, trời cao nhất định có mắt, trời Phật sẽ bảo vệ cho quý vị được bình an, an lạc, hạnh phúc trường tồn. Ha ha ha, 问什么的说